Hello, xin chào mọi người nha. Đến với kênh Long Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ nấu chè, đó là chè khoai mì nha mọi người. Hồi nãy mình ra vườn mình nhổ hết trơn rồi, bắt đầu mình hồi nãy mình cũng lột vỏ ra hết trơn bạn. Thì mình sẽ quay lại những củ mì rất là trắng tươi luôn nha mọi người, rất là ngon. Chào bạn nha, các bạn thấy video này hay cho mình một like và chia sẻ kênh cho mọi người cùng xem nha mọi người. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mọi người ơi, đây những củ khoai mì nha mọi người. Rất là trắng tươi luôn, trắng như ngọc tinh nha mọi người. Ok plus luôn nha. Đây mọi người. Đó, cũng vậy mình sẽ chút xíu mình sẽ chặt ra cục, mình sẽ nấu chè khoai mì nha. Chứ bỏ cả cụ nhìn không chín nổi, nó chín nhưng mà là nó không được đường này kia nó mới ngon nha mọi người. Còn mình tiến hành mình sẽ nấu chè khoai mì nha. Mà mình muốn nấu chè khoai mì thì có gồm có những nguyên liệu như thế nào để mình quay lại các bạn tham khảo cho mọi người nếu mua nấu được một nồi chè khoai mì sẽ có những trước tiên là đường nha mọi người, cần tới đường nha, mình dùng tới nha đường, mình mua nửa ký đường nha mọi người cho nó ngọt xíu, và 5g dừa xay nha mọi người, chút xíu mình sẽ dắt nước ra lấy cái nước cốt nha mọi người, và bột bắp bột khoai nha mọi người. Đây đó, những hộp li ti đó là bột khoai nha mọi người bán nha. Rồi chính như mình là mì rồi, tiến hành mình sẽ chặt mì cục trước nha mọi người. Đó, mình sẽ nấu lên một nồi chè khoai mì thơm ngon tuyệt vời nha mọi người. Người ơi, khoai mì mình đã chặt cục ra nha mọi người. Đó, đây mọi người, cục ra nha mọi người. Đó, chặt ra cục tròn tròn nha mọi người. Đó, xem như vậy mình dễ nấu hơn nha mọi người. Bắt đầu tiến hành mình sẽ chắc nước cốt dừa nha mọi người. Đó, tiến hành mình nấu nha mọi người. Chặt ra vậy nó dễ chín hơn nha. Đó, được một cũng 2 ký nha mọi người. Ok, mình đặt chắc nước cốt dừa nha. Mình sẽ chừa ra một chén nha mọi người. Đây và nước dạo nha. Bắt đầu mình để khoai mì vô luôn, mình sẽ bắt lên bếp mình nấu nha mọi người. Đó, và cái này mình sẽ ngâm cho nó mềm trước nha. Và bắt đầu mình sẽ nấu nha mọi người. Và bắt lên bếp nha mọi người. Đó là nước nhão nha. Cái nước nhão á. Cái nước công việc đặc nè bà. Đó, được xíu chín là mình sẽ trứ lên mặt để cho nó béo nha. Đây mọi người ơi, mình đã bắt lên bếp nha mọi người. Để nó sôi nha, mình luôn đợi mình sẽ bỏ khoai mì vô luôn nha mọi người. Đó, mình đổ vô luôn để nó sôi. Nước sôi lên là mì gần chín luôn nha mọi người. Đó, mình đổ vô luôn nha. Đó, đổ hết vô luôn nha mọi người, là một nồi luôn nha. Đó, khá là ngon nha mọi người. Để sôi xíu mình sẽ bỏ một bát khoai với đường vô thêm nha, là hoàn thành được một nồi chè khoai mì nha mọi người. Rất là ngon. Gần chín nha mọi người. Mọi người ơi, khoai mì chưa có ở mấy nha. Đây, nó mới sôi thôi, nói chung 5 phút nữa mới cục ra nha. Bắt đầu mình sẽ để đổ vô luôn hả? Dạ đây, mình sẽ đổ một bát khoai vô nha mọi người. Rồi đợi nó sôi nữa là chín nha mọi người. Rồi đó, nó cũng vừa đặt vô thêm. Mọi người ơi, đã sôi lên rồi nha. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ đường vô. Đó, mình sẽ quậy lên miếng này để cho vừa ăn nha. Không biết có ngọt chưa.
Người bắt đầu nó chín là mình sẽ đổ nước cốt dừa vô nha mọi người. Đổ nước cốt dừa luôn nha. Quậy đều hết lên luôn. Đây là thành được nồi chèo khoai mì các bạn. Đó. Rồi mình sẽ tiếp tục video tại đây nha các bạn. Múc vô chén nha mọi người.